Chào bác, mớ âm ly đời Long 390 các đời hôm nay thắng lô về rất là nhiều. Đấy, dòng này thì bán rất là nhiều cho anh em rồi, ghép loa JBL rồi loa Bo rồi những cái dòng Onkyo Liverpool. Đấy, hôm nay thì nó về khá là nhiều và toàn hàng tuyển đẹp thôi. Thì cũng muốn giới thiệu anh em bên trong con 390 45 mã. Còn hàng bài nó rất là đẹp. Đấy, để anh em so sánh những cái hàng bãi về Việt Nam. Đây em đã tháo sẵn rồi, tránh mất thời gian của các bác. Hốc nhái đây. Đây là bên nội thất của con 390 45 mã. Dòng này nó sử dụng cái main màu nâu rồi này. Đây là nguồn, con này 135W. Tất cả dòng 390 từ 390 trơn, 392, 393, 394 có cả mặt đen, cả mặt vàng thì công suất nó tầm tầm như thế. Nó hơn 100W chút. Nó sản xuất tại Nhật năm 2000, điện 100V. Và vì là năm 2000 cho nên là nếu mà hàng bãi Nhật chuyển về thì nó còn rất là đẹp. Đẹp và sạch sẽ, con này chạy 4 con số than này nghe. Đó. Nhân tiện ở đây thì nhìn thì bật mí cho anh em thì những cái dòng mà âm ly đời sau này ấy, thì ở giữa các cái lớp sò ấy, với cả cái tản nhiệt ấy, thì người ta đã có một cái giấy đây. Một cái giấy này để nó dẫn nhiệt tốt hơn, tức là nó truyền nhiệt tốt hơn từ sò ra phần tản nhiệt. Đấy, để làm gì? Để cho làm mát sò, làm mát công suất. Đấy, thì ở những cái đời âm ly cổ ấy, anh em nhìn thì ở giữa cái sò với cả cái tản nhiệt thì nó lại có một cái lớp kiểu dạng như là cái lớp keo ấy, thậm chí nó còn nhoét nhìn rất là mất thẩm mỹ, nhưng thực ra nó cũng không cái gì, nó trực quan nó là cũng là cái keo thôi. Bây giờ cái công nghệ bây giờ thì người ta có những cái giấy kiểu này thì nó vừa đảm bảo thẩm mỹ, nó vừa đảm bảo rất nhiệt tốt. Còn những cái ngày xưa thì người ta dùng cái keo đấy thì cũng để cái phần công suất nó dẫn nhiệt tốt hơn đến cái tản nhiệt này này, để nó nhanh mát cái phần công suất hơn. Đấy. Bọn này thì nhìn nó thẩm mỹ hơn, nhìn nó đẹp đẽ hơn. Thực ra cái dòng đời ông 390 45 mã thì nó khá là đơn giản, mà nó cũng chẳng có cái đất gì. Đời cao, tầm tiền thì tùy. Khoảng đen với vàng thì nó giá nó chênh vài trăm triệu, vài trăm nghìn. Tầm tiền thì khoảng trên dưới 5 triệu. Con 390 45 mã mặt vàng, mặt đen thì rẻ hơn khoảng 500. 390 thì rẻ, 393 rẻ hơn, 2 thì rẻ hơn nữa. Trơn thì rẻ hơn nữa. Đấy. Lô này thì em về chủ yếu là mặt vàng là 3 và 4 thôi. Lô này thì nó lại không có 2 và nó không có trơn. Em đang ghép một con thử với cả con 601C4 của Bo. Ra với dòng này thì các bác chơi kiểu bình dân ấy rất là hợp lý, nó vừa đẹp mà nó vẫn là hàng nhật xịn, tầm tiền nó bình dân. Đánh Bo gì bây giờ rất là hay. Anh em nào có 301 mà muốn nghe nhạc dùng con này cũng rất là hay này. Sáu lên một chi bốn. Nhưng em đã yêu anh từ lúc nào? Ngón tay run lạnh nhớ đôi môi mềm thân em muốn nhòa giữa trời mưa bão giông. Đừng yêu anh nữa, xin em chân thành. Đừng yêu anh nữa, tôi chẳng thèm nói gì. Công suất tiêu thụ nó là 135W. Đấy, công suất ra loa thì là 50W một vế với loa trở kháng 8 ohm và 100W một vế với loa trở kháng 4 ohm.
Các bác có nhu cầu thì alo cho số máy 098 369 8887. Lô này em về toàn hàng đẹp thôi. Các bác qua tháo lô để chọn. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.